chắc có lẽ là để tiện có những cái tấm ảnh lưu niệm thì xin mời các cô giáo bộ môn chúng ta dạy của các lớp và chúng ta cũng sẽ chủ động tiến bước vào về phía trước để cùng chụp hình với các em trong buổi tập mặt hôm nay được. Kế tiếp thì lớp 9A3 chúng ta chuẩn bị nha. Chín A3 chuẩn bị cũng như là đồng thời các thầy cô giáo bộ môn của 9A3 chúng ta cũng chuẩn bị. Rồi, xong chưa? Cảm ơn rất là nhiều. Và xin mời đại diện của lớp 9A3